Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai bộ mô hình Lego mới nhất từ hãng Kada. Vừa mới chỉ được hãng Kada đưa ra mắt cách đây một tháng thôi. Đấy là về hai tòa nhà ở trong trường đại học Harvard. Đây, 66017. Và đây là bộ 66016. Thì hôm nay tôi sẽ mở hộp và cùng lắp ráp mô hình của cái bộ C66016 này. Bộ C66016 này nó mô phỏng cái mô hình của thư viện Baker nằm trong khuôn viên của trường kinh doanh Harvard, Harvard Business School, hay tiếng Anh của nó là Baker Library. Sơ qua một chút thông tin về cái mô hình này. Đây là cái mô hình thiết kế mô phỏng lại cái thư viện Baker. Và điều quan trọng đây là có nhượng quyền, tức là được phép của trường Harvard để làm mô hình này. Đấy. Cho nên là tên của trường Harvard bạn thấy được sử dụng khắp nơi. Harvard Business School, tên chính thức trường kinh doanh Harvard. Và đây là cái prestige, đây là cái khiên hay là cái logo, cái biểu tượng của trường Harvard. Và những cái này là vì được nhượng quyền thiết kế cho nên Kada sử dụng một cách hợp pháp, có giấy phép, họ phải trả tiền bản quyền để sử dụng được các cái gọi là, đây nó gọi là nhãn hiệu thương mại, tương biểu tượng. Thì thư viện Baker là một cái thư viện, một trong nhiều thư viện của trường đại học Harvard. Và cái thư viện này thì nó nằm ở thuộc về trường Harvard, trường kinh doanh Harvard, và là nơi mà lưu trữ, là thư viện lớn nhất trong các trường đại học, lưu trữ các cái sách về kinh doanh và về kinh tế nói chung. Tất cả các bộ Kada đều có cái vỏ hộp làm rất là cứng cáp, nó không như bộ Lego. Các bộ Lego thì thường phải các bộ rất lớn, bộ rất đẹp, mở hộp mới làm cứng như này. Kada thì được cái là người ta làm hộp rất là cẩn thận, rất chắc chắn. Thứ hai nữa là về hình ảnh đặc biệt là Kada đầu tư hình ảnh đẹp. Cái hình chính, mặt chính nó bao giờ cũng là cái hình in nổi. Cái này, cái nền này và cái hình của cái mô hình bây giờ là in nổi. Cái này thì mình phải sờ lên biết in nổi bóng. Tôi không biết kỹ thuật in này là gì, nhưng mà rất là sờ là cảm giác là in nổi ở trên. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp nhé, xem bên trong mô hình này có cái gì. À mà trước khi mở hộp thì tôi muốn bổ sung thêm các bạn một số thông tin liên quan đến trường Harvard này. Tất nhiên có thể có một số bạn đã biết sẵn rồi, thậm chí biết đâu có cả những bạn đang xem video này đã từng học ở Harvard. Thì Harvard University là một trường đại học Harvard. Nhưng bên trong trường này thì nó có rất nhiều các trường khác nhỏ hơn, gọi là school. Và như cái set này, cái bộ Kada này là về cái thư viện Baker Library trong trường kinh doanh Harvard, Harvard Business School. Bên cạnh đó, Harvard có rất nhiều trường khác như trường về luật, trường về hành chính công hay trường về y khoa. Đấy. Thì các cái trường chuyên ngành này gọi là các school. Mô hình này nó giống như chúng ta nghe Đại học Quốc gia chẳng hạn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, và có các trường đại học trực thuộc như Đại học Kinh tế, Đại học Luật, vân vân, Đại học Sư phạm. Thì đây, này mô hình nó cũng giống như của trường Harvard đây. Và trường Harvard thì biểu tượng của trường Harvard là cái logo trường Harvard là Veritas. Cái này từ ngay từ ban đầu do cái người sáng lập là ông John Harvard, ông đưa ra cái này từ Veritas, nó là một cái từ tiếng Latin, nó nghĩa tiếng Anh là truth, tức là chân lý, lòng tin. Nên cái phương châm của trường Harvard là tìm kiếm chân lý đích thực. Đấy. Ok, thế thôi. Thế mình nói qua thêm một số thông tin về cái mô hình để chúng ta có động lực, cảm thấy hấp dẫn hơn và biết được lịch sử của nó thì sẽ cảm thấy thú vị hơn. Giờ mà chúng ta sẽ thử mở cái hộp mô hình Kada này ra xem là bên trong có những gì nhé. Hộp nó bao giờ là hộp, hai hộp làm kiểu úp vào nhau nhỉ.
chứ không phải là hộp mà mở đầu giống như cái hộp phổ biến quen thuộc của đúng không? Wow. Đây mình có gì đây? Cái này là có hơn 1.000 chi tiết nhé. Bộ này là hơn 1.000 chi tiết các bạn. 1.000 chi tiết. Đây. Lấy ra này. Cắt túi. À, có đánh số 2. 2. 1. Một, một, một nữa, có mấy cái bay, hai cái bay 16 x 16 màu đen, để chắc này nền của trường đấy, mình để mà, ok, một, lắm túi một cái, vậy là chỉ có một cái hai rồi, hai. Sao không đánh số thêm lên thành 3 hay 4 thì cho nó dễ hiểu. 2. Lại 1. Toàn 1 với 2 các bạn ạ. Tức là chỉ đánh số đến 2 thôi. Đây. Chuyển hướng dẫn. Đấy. Vậy đây là toàn bộ các bạn có trong cái bộ của thư viện Baker này.